cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn Mỹ đang nghiêng dần về phương án hối thúc Ukraine đàm phán với Nga và chấp nhận thực tế mới trên chiến trường Kyiv thừa nhận đang hứng chịu thảm họa tồi tệ Nga nã năm tên lửa Iskander và mục tiêu giá trị của Ukraine Ukraine gặp khó khăn do thời tiết xấu trong khi UAV và tên lửa Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công Hệ thống vũ khí laser độc nhất vô nhị của Ukraine đã bị phá hủy trên chiến trường Kursk trong một cuộc tấn công của Nga. Tại Trung Đông, Hepola bắn rơi liên tiếp hai UAV chiến thuật được mô tả là tốt nhất thế giới của Israel trong vòng một ngày. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình bây giờ là phần tin chi tiết cuộc xung đột vũ trang nga ukraine tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu sớm kết thúc nhiều nước bên ngoài ukraine và nga bắt đầu thảo luận và mong muốn giải pháp thương lượng để chấm dứt xung đột này phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby mới đây nhận định chấm dứt thông qua đàm phán là kết quả có khả năng cao nhất trong khi đó tổng thống séc beth vốn ủng hộ kiev trong thời gian dài đã nói ngắn gọn ukraine sẽ phải có đầu óc thực tế và hiểu rằng kết quả khả dĩ nhất cho cuộc chiến này sẽ là để cho một bộ phận lãnh thổ Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, một cách tạm thời. Người Ukraine ngày càng bị hối thúc phải chấp nhận từ bỏ con đường kháng cự để theo đuổi hành trình thực tế. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu người Ukraine chấp nhận như vậy, liệu Nga có tiếp tục sốc tới để giành quyền kiểm soát đối với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine hay không? Những người ủng hộ Ukraine đàm phán và chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ không phủ nhận nguy cơ nêu trên đối với Ukraine và họ nỗ lực tìm cách xử lý thông qua nhiều phương thức khác nhau. Cụ thể, họ mong muốn đất nước Ukraine hậu chiến sẽ được quyền tiếp cận đầy đủ đối với vũ khí Mỹ và NATO, các chương trình đào tạo và hỗ trợ quân sự khác. Những người khác thì kêu gọi thực hiện viện trợ quân sự bền vững thời bình để giúp Kiev tạo ra một sự răn đe đáng tin cậy. Ngay cả ứng viên Phó Tổng thống Mỹ James David Mann cũng cho rằng cần có một số bảo đảm về mặt an ninh cho Ukraine để Nga không tấn công vào Ukraine một lần nữa. Ông Ven kêu gọi xây dựng một khu phi quân sự được bảo vệ chặt chẽ, nằm giữa lực lượng Nga và lực lượng Ukraine. Khi đó sẽ xuất hiện một trong hai kịch bản sau. Quốc tế thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình giữa quân đội hai nước, hoặc phương Tây giúp Ukraine xây dựng một quân đội đủ mạnh để giữ nguyên hiện trạng khu phi quân sự này. Ở đây, đa số cho rằng trở ngại lớn nhất trong một dàn xếp hòa bình như vậy nằm ở Ukraine do họ khước từ nhượng bộ những lãnh thổ họ đánh mất vào tay Nga. Nhưng nhân tố quyết định lại nằm ở phương Tây, nếu Mỹ và NATO muốn thì họ đủ khả năng ép, ép làm theo. Vì có một điều rõ ràng là Ukraine khó lòng tiếp tục chiến đấu nếu thiếu sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây. Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine thừa nhận đất nước đang hứng chịu thảm họa tồi tệ. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết hầu như toàn bộ khả năng phát điện nhiệt của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công tầm xa của Nga, đồng thời nói thêm rằng nước này hiện phải dựa vào nguồn năng lượng thay thế. Viết trên Telegram, Ông Smihan cho biết, Kiev đang nỗ lực hết sức để tăng tính bền vững của năng lượng, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến và các khu vực giáp biên giới với Nga. Ông nói thêm rằng, các thành phố phụ thuộc vào các nhà máy điện nhiệt lớn đặc biệt dễ bị tổn thương, vì Nga cố tình tấn công các loại cơ sở này, phá hủy hoặc làm hư hại gần 90% tổng sản lượng điện nhiệt trong nước. Thủ tướng nói thêm rằng, ưu tiên của Kiev là cung cấp các nguồn nhiệt và điện thay thế cho các khu vực này, đồng thời lưu ý rằng Kharkov Thành phố lớn thứ hai của đất nước đã nhận được hàng chục đơn vị thiết bị năng lượng, bao gồm cả máy phát điện công suất lớn. Theo đài Sputnik, lực lượng nga đã kiểm soát được hai trên ba thành phố Torets thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi nga tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Thông tin này do người đứng đầu khu vực nga bổ nhiệm Denis Pushilin nói với truyền thông nga. Ông Pushilin nói thêm rằng. Cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Golovka dự kiến sẽ giảm sau khi Moscow kiểm soát hoàn toàn Torres. Việc kiểm soát được thành phố Torres mà Moscow gọi là Torreskin của lực lượng Nga sẽ rất quan trọng vì đây là điểm quan sát chiến lược nhìn ra toàn bộ Donetsk. Nhà phân tích quân sự người Nga Viktor Litokin giải thích với Sputnik rằng Torres là một trung tâm khai thác than lớn và có những chất thải khổng lồ cao chót vót trên thảo nguyên xung quanh vùng ngoại ô. Vì Đại tá đã nghỉ hưu lưu ý rằng ở độ cao 70 đến 80 m, những đống chất thải này có thể được sử dụng để đảm bảo giám sát và kiểm soát toàn bộ khu vực này, không chỉ bằng thiết bị bay không người lái mà còn bằng các thiết bị quang học đơn giản. Chuyên gia Litovkin nhấn mạnh rằng Việc kiểm soát thành phố sẽ làm suy yếu cơ hội đưa quân dự bị vào của quân đội Ukraine và cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu, dầu máy và thực phẩm của họ. Ông Liptokin dự đoán, quân đội Ukraine sẽ không còn đạn dược, bất động và bắt đầu phải chịu thất bại này đến thất bại khác, dẫn đến tinh thần trong hàng ngũ giảm sút. Do đó, họ có thể bị bao vây, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Một số đơn vị có thể coi đầu hàng là cơ hội duy nhất để sống sót. Trong khi đó, theo truyền thông Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút lui một phần khỏi Torres. Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin cho biết, tình hình đối phương ở Dejerskin, Torres khá tệ, họ lại buộc phải rút lui. Bây giờ, một số đơn vị đã rút lui một phần khỏi thành phố. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikovka và nhà phân tích quân sự Mater Kiev Independent đã trao đổi, các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân đội, vũ khí và đạn dược ở Torres, thành phố trên đồi cao, vốn đã thoát khỏi giao tranh trong phần lớn cuộc xung đột cho đến tháng 6 năm nay. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhail Girokov nói, Tình hình rất tệ và nếu bộ chỉ huy của chúng tôi không gửi quân dự bị đến đó trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là thảm khốc. Việc quân đội Ukraine rút lui hoàn toàn khỏi Torres sẽ đánh dấu thành công lớn thứ hai của quân đội Nga trong vòng một tháng sau khi kiểm soát được thành phố chiến lược Vudheda vào đầu tháng này. Trong diễn biến có liên quan, theo giới truyền thông Mỹ, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến tiếp xúc chiến đấu đang xấu đi nghiêm trọng theo khoảng thời gian từng ngày, trong bối cảnh lực lượng Nga không ngừng gây sức ép, tiến hành các hoạt động tấn công trên nhiều khu vực của mặt trận Donbass. Nhận xét đáng lo ngại này được nêu trong báo cáo của Lầu Năm Góc trình Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tài liệu nêu rõ rằng tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine như thiệt mạng, bị thương và mất tích khi đối mặt với hoạt động thiên tai của lực lượng vũ trang Nga sẽ trở nên nghiêm trọng và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine vào mùa đông năm 2025, tức là dẫn đến một thất bại chiến lược. Theo bản báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bức tấn công của quân đội Nga ở Donbass và lực lượng dự bị của Kiev sẽ chỉ đủ duy trì cho 7 đến 9 tháng hoạt động quân sự tiếp theo. Sau đó, Ukraine sẽ không thể duy trì mức độ đối đầu với Liên bang Nga ở cấp độ hiện nay. Cần lưu ý rằng, đánh giá của người Mỹ được chứng minh bằng ví dụ về tình hình hoạt động hiện tại. Theo hướng Juno Donetsk Utlada, Tại đây, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến về phía Bogov Alenka với chiến thuật hợp lý, buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui. Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vật âm phóng từ chân không kiên gian và máy bay không người lái UAV tấn công các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dầu khí và năng lượng, nơi cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào sừng sản xuất, cơ sở lưu trữ UAV của Hải quân, kho nhiên liệu, kho đạn dược và vật tư, những địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính tư nhân nước ngoài. Mới đây, theo kênh Riba, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào nhà máy thiết giáp Mykolaiv của Ukraine ở Mykolaiv, và một trận địa phòng không ở vùng Odessa. Hiện chưa rõ kết quả của vụ tấn công nhà máy thiết giáp Mykolaiv, nhưng cảnh quay kiểm tra khách quan cho thấy RFAF sử dụng tới 5 quả tên lửa Iskander cùng lúc, cho thấy đây là một mục tiêu đặc biệt quan trọng cần phải phá hủy triệt để. Thông thường, Nga chỉ sử dụng một hoặc hai quả mỗi lần tập kích, rất hiếm khi phòng tới 3 quả, chứ đừng nói là 5 quả. Hiện quân đội Nga vẫn đang duy trì thế chủ động trên tất cả các mặt trận. Theo truyền thông Ukraine, thời tiết xấu khiến lực lượng Kiev gặp khó khăn. Hệ thống phòng không của Ukraine bị lạc trong sương mù giữa lúc máy bay không người lái UAV và tên lửa của Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Các cuộc tấn công khác của Nga đã được xác nhận ở Cherkasy, Sumy và Zaporizhia. Một hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở khu vực Kosari gần biên giới Nga bị phá hủy. Trong khi đó, tại khu vực Chernihiv, một cuộc tấn công chính xác khác của Nga đã phá hủy kho đạn và một điểm bảo trì cho các hệ thống HIMARS bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công liên tục của Nga ở hậu phương. Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu nhiều áp lực và phải rút quân ở nhiều nơi. Tại Donbass, lực lượng Nga đang tiến quân trên các con phố ở Torez. Hiện 2 phần ba thành phố đã thuộc sự kiểm soát của họ. Phòng thủ của Ukraine xung quanh Chasopja cũng đang sụp đổ. Lực lượng Nga gần đây đã tiến quân vào thành phố và kiểm soát thêm nhiều tòa nhà cao tầng ở khu vực phía bắc. Tại khu vực Kursk lực lượng Ukraine đang mất kiểm soát các lãnh thổ một cách nhanh chóng. Những nỗ lực ở trào lửa ở Tolstiluk và Lubimovka chưa mang lại kết quả. Giữa lúc các cuộc tấn công của Nga đang gia tăng ở các hướng khác, bao gồm khu vực Malaya Lugnia ở phía đông và Plekhovo. Mới đây, hệ thống vũ khí laser counter UAS do Mỹ chế tạo đã bị phá hủy trên chiến trường Kursk trong một cuộc tấn công của Nga theo báo chí Nga, hệ thống vũ khí laser counter UAS được thiết kế chuyên để chống máy bay không người lái đã bị phá hủy sau đòn tấn công của một chiếc FPV có cấu tạo khá đơn giản. Như vậy, cuộc gặp gỡ của hai hệ thống vũ khí từ các thời đại công nghệ khác nhau đã kết thúc với sự thất bại của phiên bản tiên tiến hơn. Cần lưu ý tổ hợp counter UAS vẫn chưa được quân đội Mỹ và các nước NATO khác chấp nhận trang bị và đang trong quá trình thử nghiệm hệ thống chống máy bay không người lái mới được thiết kế để phá hủy các UAV thuộc nhóm 1, 3 bằng cách sử dụng một số công nghệ phá hủy động học và không động học. Ngoài tila laser, hệ thống này còn được trang bị pháo XN914 30mm của Northrop Grumman lắp trên mô đun R400 điều khiển từ xa. Tên lửa dẫn đường 70mm APK VKS-2 do BAE Systems sản xuất lắp trên bệ phóng Arnold Defense được sử dụng để tấn công tầm xa hơn. Trên xe chiến đấu có radar RPS-92 NMHR của công ty DRS để phát hiện mục tiêu và hệ thống trinh sát điện tử Blue Halo Titan CUAS cùng với Titan SV để phát hiện máy bay không người lái khi lắp đặt mô đun chiến đấu trên xe bọc thép chở quân Striker. Striker là dòng xe bọc thép chở quân bánh lốp 8X8 do General Dynamics Land System sản xuất từ năm 2002. Nó cũng được trang bị khí tài do các công ty Blue Halo EOS Defense System USA, Northrop Grumman, Leonardo, BAE Systems, Ognon Defense, Ampex và Digital System Engineering sản xuất. Chiếc thiết giáp Striker bị phá hủy ở vùng được trang bị nhiều phương tiện phát hiện và tiêu diệt UAV, ví dụ như hệ thống phát tia laser Blue Halo Locust có công suất 26 kW, một bệ phóng tên lửa sử dụng đạn APK-WS2 70mm dẫn đường bằng laser, Mặc dù có rất nhiều lợi thế, nhưng hàng loạt vấn đề về công nghệ, đặc biệt là vật liệu và nguồn năng lượng chuyển đổi đã khiến quá trình phát triển việc thu nhỏ và triển khai vũ khí laser chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Giới chuyên gia quân sự vẫn hoài nghi về dòng vũ khí năng lượng cao này và chúng chưa thể đáp ứng khả năng thay thế vũ khí truyền thống trong ngắn hạn. Giới chuyên gia quân sự quốc tế có chung nhận định, vũ khí laser là tương lai, nhưng với nền tảng công nghệ hiện tại, việc áp dụng chúng trong thực chiến vẫn cần một chặng đường dài. Các chương trình phát triển vũ khí laser của Mỹ rất tiềm năng Tuy nhiên để dòng vũ khí laser này xuất hiện như một loại vũ khí thực sự, lầu năm góc sẽ phải tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và nhiều năm nữa. Các quan chức cấp cao tại thủ đô Ukraine cho biết, vừa qua Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev trong đêm. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, hãy ở trong nơi trú ẩn, nhấn mạnh máy bay không người lái đang hướng đến khu phố Choyestina, rộng lớn ở ngoại ô Kiev trong khi đó người đứng đầu chính quyền quân sự ở Kyiv, Sakhi Poko, cho hay các đơn vị phòng không Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong từ các cuộc tập kích UAV mới nhất của Nga. Kyiv và khu vực xung quanh toàn bộ nửa phía đông Ukraine đã được cảnh báo không kích. Trên thực địa, quân đội Nga đang có những điều động chiến thuật nhằm tạo thế kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk, xóa sổ khúc lồi của Ukraine tại đây. Lực lượng nga đã hoạt động cả ở miền nam để ngăn ukraine đưa quân từ đây lên hỗ trợ mặt trận donetsk. Mới đây quân đội nga cho biết đang tăng cường phản công để giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng ukraine chiếm đóng tại vùng biển Nga cũng tăng cường tấn công ở phía nam để đánh lạc hướng lực lượng ukraine. Xung đột ở ukraine đang bước sang năm thứ ba với việc nga tăng cường tấn công, bất chấp tổn thất nhất định về lực lượng cũng như trang thiết bị, trong khi các nhà lãnh đạo phương tây loay hoay tìm kiếm chiến lược chấm dứt xung đột. Trong khi đó, theo TASS, Thiếu tướng Ati Alaudinov, Al chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, đã đưa ra những nhận định về tình hình giao tranh ở vùng Kursk. Ông Alaudinov Al cho biết, xét trên toàn bộ mặt trận, quân đội Nga đang dần tiến lên và giành lợi thế ở mấy quận ở Kursk. Tôi tin rằng mặt trận quân sự của Ukraine tại đây có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Chỉ huy Alaudinov Al nhấn mạnh Ưu tiên hàng đầu của Nga là cô lập lực lượng Ukraine ở Kursk, sau đó truy quét và loại bỏ toàn bộ đối thủ ở khu vực này. Ở diễn biến đáng chú ý, theo TASS, vừa qua Lầu Năm Góc đã lên tiếng kêu gọi các bên không so sánh viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine và Israel, bởi bản chất các cuộc xung đột là khác nhau. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sai nói, có sự khác nhau về bản chất, vị trí địa lý và cam kết của Mỹ với các đối tác. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho cả Ukraine và Israel tùy theo nhu cầu của họ. Lực lượng Nga mới đây được cho là đã vô hiệu hóa một khẩu pháo tự hành Archer do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Đoạn phim lan truyền trên Telegram cho thấy một khẩu pháo tự hành Archer bị hư hỏng, đặc biệt là ở mô đun nạp đạn tự động, khiến pháo không thể hoạt động và cần được sửa chữa. Archer không bị phá hủy hoàn toàn và các thợ máy Ukraine có thể khắc phục được. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa có thể tốn nhiều thời gian, gây ra nhiều thách thức cho các kỹ thuật viên Ukraine. Pháo tự hành Archer được trang bị các tính năng bắn tự động và lấy phần tử bắn bằng kỹ thuật số. Do đó, người vận hành cần phải có chuyên môn để khai thác tối đa độ chính xác và hiệu quả của vũ khí này. Để hỗ trợ việc triển khai và bảo dưỡng pháo tự hành Archer tại Ukraine, Thụy Điển đã triển khai một số chiến lược để đảm bảo chức năng của pháo trong điều kiện chiến đấu. Binh sĩ Ukraine, đặc biệt là binh sĩ của lữ đoàn pháo binh số 45, được Thụy Điển đào tạo tác chiến trước khi triển khai. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển đã xem xét nhiều dịch vụ hỗ trợ hậu cần và sửa chữa khác nhau để đáp ứng nhu cầu bảo trì nâng cao của các đơn vị này trong khu vực chiến đấu. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được 8 khẩu pháo tự hành Archer từ Thụy Điển và số pháo tự hành này đã được trang bị cho lữ đoàn pháo binh số 45. Mặc dù hệ thống này đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng bối cảnh phức tạp ở Ukraine khiến việc bảo trì và sửa chữa vũ khí tiên tiến như vậy trở thành một thách thức đáng kể. Archer là hệ thống pháo tự hành bánh lốp do tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Bofors hiện là BAE Systems Bofors phát triển và biên chế cho quân đội nước này từ năm 2013. Sử dụng vũ khí chính là pháo FH77 cỡ nòng 155 mm đặt trên khung gầm xe tải Volvo A30D 6x6 có thể di chuyển với tốc độ tối đa 75 km/h trên đất bằng, tầm hoạt động 500 km. Kịp lái có 4 người gồm chỉ huy, lái xe và hai người điều khiển pháo. Kíp lái có thể nhồi tới 6,5 liều phóng trong một lần bắn, giúp pháo có thể bắn viên đạn xa hơn 40 km. Tầm bắn này lớn hơn phần lớn các loại pháo khác ở chiến trường Ukraine, ngoại trừ những khẩu có cỡ nòng lớn hơn như 2S7, 203mm. Pháo Archer được trang bị tính năng nạp đạn tự động, giúp nó có thể khai hỏa 8 đến 9 viên đạn trong một phút. Pháo có chế độ bắn loạt MRSI, cho phép khai hỏa theo loạt 3 viên với quỹ đạo khác nhau và cùng lần lượt tới một mục tiêu trong khoảng 15 giây bằng cách điều chỉnh góc bắn và lượng thuốc phóng. Ưu điểm lớn nhất của pháo Archer là tính cơ động. Kịp lái chỉ mất khoảng 30 giây để đưa pháo Archer vào trạng thái chiến đấu và cũng chỉ mất chừng ấy thời gian để khai hỏa 3 phát liên tiếp, thu hồi pháo và bắt đầu di chuyển. Điều này giúp pháo chuyển sang vị trí khác trước khi loạt đạn chạm tới mục tiêu, khiến đối phương gặp khó khăn trong việc phản pháo. Theo Washington Post Quapo, do việc tuyển quân ngày càng trở nên khó khăn vì dư luận đã mệt mỏi với cuộc xung đột kéo dài, hơn 130 lữ đoàn của quân đội Ukraina đã được phép tự tiến hành các chiến dịch thu hút tân binh, không cần thông qua văn phòng tuyển quân của chính phủ. Kể từ khi chính phủ Ukraina cho phép các đơn vị quân đội được tự tổ chức tuyển quân, lữ đoàn xung kích số 3 đã sử dụng một cách thức vô cùng độc đáo để thu hút tân binh. Cụ thể, để cạnh tranh với các đơn vị khác, lữ đoàn này đã tung ra một bộ ảnh quảng cáo kết hợp với các người mẫu nữ, với hy vọng sẽ thu hút thêm được nhiều thành viên. Ba Kristina Bondarenko, người phụ trách truyền thông và tuyển dụng của lữ đoàn cho biết, chúng ta đang ở trong thời kỳ xung đột đổi mới và cần cách nhìn cởi mở hơn để cạnh tranh. Chúng tôi muốn truyền đạt ý tưởng rằng bạn sẽ thật ngầu nếu tham gia quân đội. Chúng tôi biết cách làm này sẽ gây ra tranh cãi, nhưng hy vọng nó sẽ theo chiều hướng tích cực. Tại địa điểm chụp ảnh, có thể thấy những người mẫu trẻ đang được hướng dẫn để tạo dáng bên xe bọc thép hùng vì. Bên cạnh đó, một số thành viên đang dưỡng thương của lữ đoàn cũng tham gia vào quá trình này trước khi trở lại tiền tuyến. Một thành viên của lữ đoàn số 3 nói, chúng tôi muốn làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang cố kéo họ vào lữ đoàn, đưa cho một khẩu súng và sống trong chiến hào. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy. Các bộ ảnh sau đó được lữ đoàn in lên các biển quảng cáo cỡ lớn, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông phổ biến. Bà Bondarenko tiết lộ, Chiến dịch quảng bá kiểu mới này giúp lữ đoàn nhận được 150 đến 200 đơn xin gia nhập mỗi ngày, nhưng chỉ khoảng 10% trong số đó được chấp nhận. Theo bà, đây vẫn là một kết quả thành công. Khi những nỗ lực của Ukraine nhằm tuyển đủ quân cho tiền tuyến, vấp phải sự hoài nghi của dư luận, các quan chức và đơn vị quân đội đã bắt tay thực hiện chiến dịch vận động người dân, đăng ký nhập ngũ bằng chế độ linh hoạt và hấp dẫn họ dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn là đăng thông tin lên các trang web việc làm và trung tâm cộng đồng bằng quảng cáo và mạng xã hội với một yếu tố mới lạ được phép lựa chọn ví dụ các ứng viên có thể lựa chọn đơn vị tham gia vị trí phù hợp với kỹ năng của họ và thời gian họ muốn phục vụ trên khắp các tuyến phố đều có bảng quảng cáo đăng lời kêu gọi người dân tham gia bảo vệ đất nước kèm theo mã qr thuận tiện thứ trưởng quốc phòng natalia kanikova cho biết các nhà hoạch định quân sự nhận ra rằng ở một quốc gia dân chủ, cho phép người dân lựa chọn có thể là cách để thu hút họ nhập ngũ. Đã không còn chuyện hàng loạt tình nguyện viên hăng hái đăng ký, tham gia quân đội như khi cuộc xung đột mới nổ ra. Chính phủ Ukraine thừa nhận hoạt động tuyển quân đang gặp khó khăn, trong khi hàng ngàn người trốn nghĩa vụ hoặc xuất ngoại để tránh phải ra tiền tuyến. Liên quan đến những diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban thông báo vừa hạ một máy bay không người lái UAV Hermes 450 của Israel, song không nêu địa điểm. Lực lượng này sau đó tuyên bố bắn rơi chiếc Hermes 450 thứ hai vào tối cùng ngày, thêm rằng phi cơ đã bốc cháy trên không phận Israel. Hezbollah không cung cấp video hình ảnh về các sự việc. Lực lượng này từ nhiều lần công bố bằng chứng bắn hạ UAV Hermes 450 của Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Liban cũng tuyên bố tập kích loạt mục tiêu trên lãnh thổ Israel trong ngày 15 tháng 10, gồm căn cứ quân sự Naftali gần thành phố Safat cùng các trận địa pháo binh tại khu vực Dishon và Zaura. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin do Hezbollah đưa ra. Hermes 450 là máy bay không người lái có vũ trang đầu tiên do công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel sản xuất cho IDF. Với hơn 20 năm hoạt động trong IAF, nó đã được sử dụng nhiều ở Gaza cũng như ở Liban trong chiến tranh Liban lần thứ 2 năm 2006. Hermes 450 có thể bay ở độ cao tối đa khoảng 5,5 km với phạm vi hoạt động 300 km trong tối đa 18 giờ hoặc 30 giờ với thùng nhiên liệu bổ sung tùy chọn. Nền tảng kích thước trung bình, đa trọng tải có thể hoạt động với hai trọng tải cùng một lúc. Nó cũng có khả năng điều khiển bằng tay và hoàn toàn tự động. Ngoài Hermes 450, Lực lượng Hezbollah cũng nhiều lần bắn rơi phiên bản nâng cấp là Hermes 900. Đây là máy bay không người lái đa năng thế hệ tiếp theo của Elbit Systems với tầm bay cao hơn 9 km và hoạt động liên tục trong 36 giờ. Hermes 900 có sải cánh 15 m, dài 8,3 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 1.100 kg và tải trọng tối đa là 300 kg. Loại máy bay này có sức mạnh và phạm vi hoạt động gấp đôi Hermes 450. Nó có thể thu thập thông tin tình báo và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, giám sát liên tục, chỉ định mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Xung đột Israel Hezbollah gần đây gia tăng nghiêm trọng sau khi Tel Aviv không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đồng thời mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền Nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục phóng rocket, tên lửa vào miền Bắc Israel và giao tranh với bộ binh đối phương ở khu vực biên giới. Đợt tấn công gây thương vong lớn nhất trên lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua không phải hai trận tập kích tên lửa đạn đạo của Iran, cũng không đến từ những loạt rocket liên tiếp của Hamas và Hezbollah. Thay vào đó, thiệt hại này do một máy bay không người lái UAV của Hezbollah gây ra. Trong cuộc tấn công vào Pini Amina cách đây ít ngày, Hezbollah đã phóng hàng loạt drone ngụy trang tên lửa, một chiến thuật nhằm áp đảo các hệ thống phòng thủ của Israel một trong số đó đã lọt qua các lớp phòng thủ và rơi xuống Pini Amina khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời cho thấy lỗ hổng nguy hiểm trong hệ thống phòng không của Israel. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Anma, Viện Nghiên cứu Israel chuyên tập trung vào thách thức an ninh phía Bắc, vũ khí được Hezbollah sử dụng trong đòn tập kích này là UAV Misat, còn gọi là Ababite. Tùy vào biến thể, đầu tiên Misat 1 – loại drone mà Hezbollah đã sử dụng trong khoảng hai thập kỷ qua, bắt nguồn từ thiết kế của Iran. Theo các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Anma, Misat 1 được chế tạo dựa trên mẫu mohajer 2 của Iran với một số chỉnh sửa nhỏ cho phù hợp với hoạt động của Hezbollah. Loại drone này có thể mang theo 40 kg thuốc nổ, di chuyển với tốc độ tối đa 370 km/h và có phạm vi hoạt động là 120 km. Mi-SAT-2 dựa trên mẫu Mohazer-4 có cánh dài nằm giữa thân và hai cánh đuôi đứng nối với nhau bằng từng cánh phụ. UAV Mohazer-4 được lắp hai camera, một chiếc hướng về phía trước để quan sát đường bay và một chiếc khác làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát. Một số bên cho rằng Mohazer-4 có thể được trang bị camera hồng ngoại. Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục ANMA cho biết UAV Mi-SAT-1 Ababinte là vũ khí chính trong kho của Hezbollah. Chuyên gia Tan Berry của Viện Nghiên cứu này cho biết UAV đã trở thành hệ thống chiến lược cảm hứng từ Iran của Hezbollah. Hezbollah sử dụng UAV và drone bào mòn năng lực phòng không của Israel với loạt trận tập kích nhằm vào tổ hợp hoặc hệ thống chuyên đối phó chúng. Ngoài ra, trung tâm Anma nhận định Hezbollah có thể đã mua thêm nhiều loại UAV, drone khác để bổ sung cho kho vũ khí. Viện nghiên cứu Israel cho biết Hezbollah rất có thể đã sở hữu các mẫu UAV tiên tiến thuộc dòng Mohazer, Sahed, Samet, KAS-04, Kara và Sage. Một quan chức an ninh Israel cho biết UAV khó bị phát hiện hơn rocket vì nhiều lý do. Chúng thường được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp, khó bị radar phòng không phát hiện hơn. Ngay cả khi xuất hiện trên radar, tốc độ chậm và trần bay thấp cũng khiến UAV dễ bị nhầm lẫn với các đàn chim. Cây bút là Zaberman viết trên Time of Israel, luôn có hàng trăm vật thể, trong đó có chim, hiện diện trên vùng trời Israel vào bất cứ thời điểm nào gây nhiều khó khăn cho nỗ lực phát hiện UAV đối phương, nhất là ở những vị trí ít ai ngờ đến. UAV cảm tử thường dùng động cơ đốt trong và cánh quạt, khiến bức xạ nhiệt của chúng thấp hơn nhiều so với rocket và tên lửa. Đường bay của chúng cũng khó dự đoán hơn nhờ khả năng thay đổi hướng và độ cao liên tục. Điều này cho phép UAV Hezbollah tấn công từ những hướng bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát và đánh chặn của phòng không Israel. Hơn một năm qua, lực lượng Hezbollah đã sử dụng hơn 1.200 UAV các loại nhằm vào lãnh thổ Israel, trong đó có hàng trăm chiếc đã lọt qua được lưới phòng không của Tel Aviv. Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati, cho biết Mỹ đã đưa ra những đảm bảo rằng Israel sẽ giảm cường độ không kích vào thủ đô Beirut. Thủ tướng Liban Najib Mikati nói rằng, trong các cuộc tiếp xúc trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những đảm bảo rằng Israel sẽ giảm cường độ không kích vào thủ đô của Liban và vùng ngoại ô phía nam thành phố. Ông Mikati không cung cấp chi tiết về những đảm bảo này, nhưng cho biết Washington nghiêm túc trong việc gây sức ép buộc Israel phải ngừng bắn. Israel đã dừng tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban từ cuối tuần trước, sau nhiều tuần tấn công khu vực này gần như hàng đêm. Các cuộc không kích phá hủy các tòa nhà và khiến hàng chục người thiệt mạng ở thủ đô Liban và vùng ngoại ô, một số nhân vật cấp cao của Hezbollah là mục tiêu bị nhắm tới trong khu vực, gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn ngày 27 tháng 9. Thủ tướng Mikati cho biết các nỗ lực quốc tế vẫn đang được thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah. Các cuộc giao tranh diễn ra dọc biên giới phía nam Liban với Israel kể từ tháng 10 năm ngoái, song song với cuộc tấn công của Israel vào Gaza sau khi Hamas tấn công miền nam Israel. Israel đã tăng cường đáng kể chiến dịch không kích Liban trong những tuần gần đây, bao gồm các thành trì của Hezbollah ở miền nam nước này, vùng ngoại ô phía nam Beirut, khu vực Beka phía đông và nhiều khu vực khác. Trước đó, Israel đã không kích trung tâm Beirut, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công kinh hoàng nhất ở thủ đô Liban trong một năm qua. Ngay sau đó, Hezbollah đã tuyên bố đáp trả vụ tấn công trên bằng cuộc tập kích UAV vào căn cứ Israel ở miền trung nước này, khiến ít nhất 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đây được xem là một trong những tổn thất lớn nhất đối với quân đội Israel kể từ khi phát động kế hoạch quân sự ở giải Gaza và miền Nam Liban. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết trong những ngày tới, các nhân viên quân sự Mỹ và các thành phần của hệ thống THAAD sẽ tiếp tục đến Israel. Lầu Năm Góc cho biết các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD bắt đầu tới Israel từ hôm 14 tháng 10 và sẽ sớm được đưa vào hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Lầu Năm Góc không tiết lộ cụ thể là khi nào hệ thống THAAD sẽ hoạt động hoàn toàn. Trước đó, Mỹ cho biết sẽ triển khai một hệ thống THAAD tại Israel và cử một đội ngũ của Mỹ tới Israel để vận hành hệ thống này. Theo tướng Ryder, việc triển khai THAAD sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng không tích hợp của Israel qua đó giúp bảo vệ Israel tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cảnh báo hoạt động triển khai trên sẽ đẩy chính binh sĩ của Mỹ vào nguy hiểm. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định Tehran đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để kiềm chế căng thẳng gia tăng và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Nhận định về việc Mỹ triển khai THAD ở Israel, báo Bưu điện Washington ngày 13 tháng 10, cho rằng sứ mệnh này đánh dấu lần Mỹ triển khai lực lượng binh sĩ lớn đầu tiên tới Israel kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza bắt đầu. Việc Mỹ điều là chắn tên lửa này tới Israel trong bối cảnh dự báo Israel sắp tấn công trả đua Iran trở thành ví dụ mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden có xu hướng sử dụng cục cà rốt thay vì cây gậy để khuyến khích Israel giảm bớt mức độ hành vi cứng rắn. Hệ thống THAAD được thiết kế đặc biệt để bắn hạ tên lửa đạn đạo, hệ thống mặt đất này không có đầu đạn và không được sử dụng để tấn công các tòa nhà hoặc thực hiện các cuộc tấn công. Thay vào đó, hệ thống này chỉ chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung bình đang lao tới. Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm ít nhất 6 bệ phóng gắn trên xe. Mỗi bệ mang tối đa 8 tên lửa. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Ukraine, muốn có hệ thống này. Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống này tới Trung Đông vào năm ngoái, sau khi phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Và trước đó là vào năm 2019 để tham gia một sự kiện huấn luyện. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất ngay sau đây. Mới đây, tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo và công ty sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall công bố thành lập liên doanh mới. Liên doanh mới mang tên Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, viết tắt là LRMV có nhiệm vụ phát triển xe tăng cho quân đội Italy và các phương tiện quân sự khác. Giám đốc điều hành tập đoàn Leonardo, ông Roberto Cincolani cho biết hợp đồng sắp tới có giá trị khoảng 23 tỷ euro, tương đương khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Mỗi công ty sẽ nắm giữ 50% cổ phần của LRMV có trụ sở tại Italy và sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm sau. Mục tiêu đầu tiên của liên doanh là phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT mới của Italy dựa trên mẫu Panther KF-51 của Rheinmetall. Theo ông Chincolani, đây là bước tiến đáng kể hướng tới việc tạo ra một hệ thống phòng thủ châu Âu dựa trên các nền tảng chung chuyên biệt. Grand Metal là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5 năm 2023, Grand Metal thành lập liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ukroboronprom để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở quốc gia Đông Âu người đầu năm nay, tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty của Ukraine về việc sản xuất đạn pháo tại quốc gia Đông Âu. Thỏa thuận được ký bên lề hội nghị an ninh Munich 2024 đã diễn ra tại bang Bayern giữa Bộ trưởng Công nghiệp Ukraine Alexander Kamyshin và Giám đốc điều hành Rheinmetall ông Armin Papberger. Liên doanh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường đáng kể nguồn lực quốc phòng cho Ukraine cũng như tăng cường an ninh cho châu Âu. Theo một số nguồn tin. Đức đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại khu phức hợp công nghiệp của Rheinmetall ở thị trấn Unterluss, bang Nearder Nhà máy này đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn NATO, có thể sử dụng trong nhiều hệ thống pháo binh với sản lượng cao nhất là 200.000 đơn vị một năm. Vào tháng 7, đài CNN của Mỹ loan tin, Nga đã lên kế hoạch ám sát ông Armin Papager. giữa lời năm quan chức Mỹ và phương Tây giấu tên. CNN cho biết âm mưu này được phát hiện vào đầu năm nay. Ông Papger đã gắn bó với Rheinmetall trong 34 năm, trong đó có hơn 11 năm làm CEO của tập đoàn đang sản xuất đạn pháo và phương tiện quân sự cho Ukraine. Cũng theo CNN, Mỹ được cho là đã thông báo với Đức để các cơ quan an ninh của nước này có thể bảo vệ ông papager Theo CNN, việc nhắm vào CEO Rheinmetall chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết tập đoàn Leonardo của Ý không có kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh cho các CEO của mình. Tuần trước tập đoàn này vừa thành lập liên doanh với Rain Metal để sản xuất xe tăng. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cảnh báo Hungary có thể ngăn chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga nếu các chính sách của khối gây nguy hiểm cho năng lượng của quốc gia. Ông khẳng định Budapest sẽ chỉ đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu họ vẫn giữ nguyên các miễn trừ hiện tại đối với năng lượng Nga. EU đã cấm vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển vào tháng 12 năm 2022 như một phần của chiến dịch trừng phạt quy mô lớn đối với Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã yêu cầu được miễn trừ biện pháp này do họ quá phụ thuộc vào Nga nên thiếu nguồn cung thay thế. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Srizato cho biết các lệnh trừng phạt thường được xem xét lại sau chu kỳ 6 tháng và chừng nào các lệnh trừng phạt còn hiệu lực, các miễn trừ này phải được duy trì vì nếu không, chúng tôi sẽ phủ quyết chúng. Ông nhấn mạnh rằng đối với Hungary, vấn đề nguồn cung năng lượng từ Nga không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề an ninh năng lượng. Ngoại trưởng Srijato nhắc lại rằng ngoài việc nhắm mục tiêu vào dầu mỏ của Nga bằng các biện pháp trừng phạt, Bruxelles cũng đã đặt mục tiêu từ bỏ khí đốt của Nga vào năm 2028 như một phần của kế hoạch Repower EU Ông cho rằng kế hoạch này là một quyết định hoàn toàn phi lý và có động cơ chính trị. Ông nói: "Cách tiếp cận này không thực tế, không tính đến khả năng cạnh tranh kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh. Đây hoàn toàn là một cam kết chính trị và việc đưa ra các cam kết chính trị trong lĩnh vực năng lượng đơn giản là không có ý nghĩa. Nhấn mạnh cách tiếp cận của EU về vấn đề này không khả thi với Hungary." Liên quan đến nỗ lực của EU trong việc tìm nguồn cung thay thế tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, quan chức này cho rằng điều này là không hợp lý. Ông Szijjarto lập luận bạn thay thế một nguồn năng lượng nếu cảm thấy không hài lòng với mối quan hệ hợp tác hoặc nếu tìm thấy lời đề nghị tốt hơn. Vậy tại sao chúng ta lại thay đổi một nguồn năng lượng hiện có dựa trên sự hợp tác tin cậy thành một nguồn khác không chắc chắn và đắt đỏ hơn? Hoạt động nhập khẩu dầu của Hungary từ Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào đầu năm nay sau khi Kiev dừng quá cảnh dầu thô do công ty năng lượng hàng đầu Lukoil của Nga cung cấp qua đường ống Druzhba nhằm trừng phạt công ty này. Budapest chỉ trích động thái này và đã kháng cáo lên Ủy ban châu Âu nhưng đã bị từ chối với lý do động thái của Kiev không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khối. Hiện khoảng 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary đến từ Nga, trong đó Lukoil chiếm gần một nửa con số đó. Tuy nhiên, Hungary cũng nhận dầu từ các công ty Nga khác, chẳng hạn như Rosneft và Tatneft, những công ty không bị trừng phạt và tiếp tục cung cấp qua đường ống Druzba. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc và gặp các quan chức quân đội cấp cao của nước chủ nhà để thảo luận về việc tăng cường mở rộng hợp tác quân sự. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này Trương Hữu Hiệp đã gặp Bộ trưởng Belousov tại thủ đô Bắc Kinh trước đó một ngày. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Bộ trưởng Belousov nhận định, ông đã có cuộc đối thoại thực chất với ông Trương Hữu Hiệp. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, chúng tôi có quan điểm và đánh giá chung về tình hình cũng như nhận thức chung về những gì phải làm cùng nhau. Theo ông, nhiệm vụ hiện nay là củng cố các mối quan hệ song phương về phần mình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự với Moscow, đồng thời duy trì trao đổi cấp cao giữa hai bên. Lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo rằng quan hệ song phương ở mức cao nhất trong lịch sử. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Đồng Quân. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Đồng Quân nhấn mạnh, hai quân đội cần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược, và liên tục thúc đẩy quan hệ quân sự. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Belousov cho rằng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Trung đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ chiến lược, trong khi hợp tác quân sự song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định toàn cầu và khu vực. Bộ trưởng Belousov cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung trong lĩnh vực quốc phòng. Đầu tháng này, phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại chính trị ở mọi cấp độ, tập trung vào hoạt động ngoại giao của các nhà lãnh đạo. Cả hai nước hiện đang tập trung hợp tác triển khai các sáng kiến về thương mại, vận tải, hậu cần, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ, công nghiệp và tài nguyên khoáng sản." Theo bà Zakharova, trong bối cảnh áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng từ phương Tây và chính sách kiềm chế kép nhắm vào cả Nga và Trung Quốc, ưu tiên là đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và không bị gián đoạn của các cơ chế thanh toán để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp với Bắc Kinh. Bất chấp tình hình quốc tế khó khăn, gần đây hai bên đã đạt được tăng trưởng về chất trong lĩnh vực thương mại và triển khai nhiều dự án song phương quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo thường xuyên về các mối đe dọa từ Iran và đã chỉ đạo đội ngũ của mình giải quyết các âm mưu của Iran nhằm chống lại người Mỹ. Theo chỉ đạo của ông Biden, các quan chức cấp cao của Mỹ đã gửi thông điệp tới các cấp cao nhất của chính phủ Iran, cảnh báo Tehran ngừng mọi âm mưu chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và các cựu quan chức Mỹ khác. Washington coi bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm vào tính mạng của ông Trump là một hành động chiến tranh và điều này đã được thông báo đến Iran, vị quan chức này cho biết. Iran phủ nhận việc can thiệp vào các công việc của Mỹ. Ngược lại, Tehran cáo buộc Washington đã can thiệp vào các vấn đề của nước này trong nhiều thập niên, từ cuộc đảo chính năm 1953 đến vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani vào năm 2020. Tháng 1 năm 2020, tổng thống Trump khi đó ra lệnh thực hiện cuộc không kích giết hại tướng Qasem Soleimani sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy ông Soleimani đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và lực lượng vũ trang Mỹ ở Iraq, Liban, Syria và những nơi khác ở Trung Đông. Ông Trump đang chạy đua với đối thủ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ để có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ngày 24 tháng 9, nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump cho biết cựu Tổng thống Mỹ đã được các quan chức tình báo Mỹ thông báo về mối đe dọa được cho là từ Iran. Theo Nhà Trắng, Mỹ theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông Trump trong nhiều năm qua và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran tấn công bất kỳ công dân nào của Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Shin Savet tuyên bố Chúng tôi coi đây là vấn đề an ninh quốc gia và an ninh nội địa ở mức độ ưu tiên cao nhất và chúng tôi lên án mạnh mẽ Iran vì những lời đe dọa trắng trợn này. Nếu Iran tấn công bất kỳ công dân nào của chúng tôi, bao gồm cả những người vẫn đang phục vụ và từng phục vụ, Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông Savet cho biết, các cơ quan liên quan liên tục và nhanh chóng cung cấp thông tin về mối đe dọa cho cựu Tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden cũng đã nhắc lại chỉ thị rằng cơ quan mật vụ Mỹ phải nhận được mọi nguồn lực để xử lý những mối đe dọa nhằm vào cựu Tổng thống. Chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được dự đoán là vô cùng xiết sao, một điều tố khó lường nữa đang xuất hiện. Tại mỗi bang chiến địa có ít nhất một ứng cử viên tổng thống của đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập trên lá phiếu. Không ai trong số những ứng cử viên này có thể tiến gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo cuộc thăm dò của New York Times công bố tuần trước, Jill Stein, ứng cử viên của đảng xanh, đang có khoảng 1% phiếu bầu trên toàn quốc. Ứng cử viên của đảng tự do, Chase Oliver, cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ tương đương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ trên lá phiếu. Ở một số tiểu bang, có thể lấy đi một số lượng phiếu bầu của các ứng cử viên đảng lớn đủ để làm thay đổi cuộc bầu cử theo cách nào đó, thậm chí đảo ngược tình thế tại đại cử tri đoàn. Tình huống như vậy gọi là hiệu ứng kẻ phá đám. Để trở thành kẻ phá đám trong cuộc bầu cử, ứng cử viên của đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập sẽ phải có lượng ủng hộ lớn hoặc cuộc bầu cử phải cực kỳ xích sao. Trong những năm gần đây, Đảng Dân Chủ công khai quan ngại hơn Đảng Cộng Hòa về tác động của các ứng cử viên đảng thứ ba cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ. Theo quan điểm của họ, mọi lá phiếu không dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris đều là phiếu bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Giám đốc điều hành của Move On, một nhóm hoạt động tự do, Rana Epting cho biết, kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng có thể được định đoạt bằng vài nghìn phiếu bầu tại một số ít tiểu bang. Những ứng cử viên của đảng thứ ba vẫn là mối đe dọa lớn. Ứng cử viên của đảng xanh Jean Stein là mối lo ngại chính của đảng Dân Chủ khi cuộc bầu cử đang đến gần. Trước đó, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã phát hành một quảng cáo trên truyền hình chống lại bà Stein ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bà Stein có tên trên phiếu bầu ở 38 tiểu bang, trong đó có 6 bang chiến trường gồm Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Bắc Carolina và Arizona. Các đại diện của Đảng Dân Chủ cho rằng các đồng minh của ông Trump đã ủng hộ những nỗ lực của bà Stein để bà có tên trên phiếu bầu ở các bang dao động. Là phiếu của bang Wisconsin đặc biệt đông đúc, ngoài ông Trump và bà Harris, cử tri có thể lựa chọn bà Stein, ông Oliver, ứng cử viên độc lập Cornel West, Robert F. Kennedy Jr., ứng cử viên độc lập nhưng hiện đã dừng tranh cử và tuyên bố ủng hộ ông Trump, Rand Terry, ứng cử viên của Đảng Hiến pháp và Claudia de la Cruz, ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng. Bang Wisconsin và bà Stein là những vấn đề đáng lo ngại của Đảng Dân Chủ. Đảng Tự do thường liên kết chặt chẽ hơn với Đảng Cộng Hòa và có nhiều khả năng bỏ phiếu cháo hơn. Ông Bernard Thomas, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Vandosta State, tác giả một cuốn sách về các đảng thứ ba trong nền chính trị Mỹ, cho biết kẻ phá đám thực sự gần đây nhất là Rob Nader, ứng cử viên của Đảng Xanh. Và nhấn mạnh, nhìn chung, nhiều cử tri của đảng thứ ba sẽ không đi bỏ phiếu nếu ứng viên của họ không có tên trên lá phiếu. Một nhà phân tích khác cũng cho rằng cuộc đua năm nay có vẻ như sẽ sát nút đến mức số phiếu của đảng thứ ba sẽ còn lớn hơn cách biệt thắng thua của hai đảng lớn tuy nhiên người này cho biết rất khó để xác định liệu ông trump hay bà harris sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong nhiều tháng các nhóm vận động của đảng dân chủ đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên bên ngoài bằng cách tìm cách ngăn họ có tên trên phiếu bầu tuy nhiên kết quả không phải lúc nào cũng như họ mong muốn các nhóm này đã chỉ ra bằng chứng về việc đội ngũ vận động của đảng cộng hòa và đồng minh của ông trump đã giúp một số ứng cử viên đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập có tên trên phiếu bầu họ cho rằng đây là nỗ lực nhằm chia rẽ và làm suy yếu là phiếu của đảng dân chủ Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên gai cấn khi Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cùng nỗ lực tìm kiếm lợi thế tại các bang chiến trường. Theo AFP, với cuộc bầu cử chỉ còn hơn 20 ngày, cả hai ứng cử viên đang phải nỗ lực giành lấy sự ủng hộ của các khối cử tri quan trọng. Trong khi bà Harris đang gặp thách thức lớn trong việc duy trì sự ủng hộ từ các cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ, ông Trump lại nỗ lực thu hút cử tri nhiều quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh. Bà Harris đã đến Bắc Carolina, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau các cơn bão gần đây. Bà đã sử dụng sự kiện này để chỉ trích tuyên bố của ông Trump rằng chính phủ liên bang đã không hỗ trợ đầy đủ cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên. Phát biểu tại một nhà thờ ở Greenville, Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh sự cống hiến của các nhân viên cứu hộ và chính quyền trong việc giúp đỡ cộng đồng, đồng thời lên án những thông tin sai lệch mà ông Trump đã phát tán. Những phát biểu của bà Harris rõ ràng là nhằm phản bác những cáo buộc mà cựu tổng thống Trump đưa ra về khả năng ứng phó thảm họa của chính quyền. Trong khi đó, ông Trump lại tập trung vào một vấn đề quan trọng khác, đó là nhập cư. Tại một buổi vận động ở Arizona, ông Trump hứa sẽ bổ sung 10.000 lính biên phòng nếu được bầu làm tổng thống. Ông cũng ám chỉ rằng lực lượng quân đội có thể được sử dụng để xử lý những người mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong, mặc dù không nói rõ đối tượng cụ thể là ai. Quan điểm cứng rắn về nhập cư và an ninh nội địa này đã giúp ông Trump tiếp tục duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri bảo thủ. Ngược lại, dù nhận được sự ủng hộ lớn từ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, bà Harris lại đang gặp khó khăn trong việc thu hút cử tri nam giới và người Mỹ gốc Latin. Kết quả cho thấy, bà chỉ giành được 56% sự ủng hộ của cử tri nhóm này, trong khi ông Trump đạt 37%. Đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với chiến dịch của bà Harris, đặc biệt là khi người Mỹ gốc Latin ngày càng chuyển hướng ủng hộ các thông điệp chống nhập cư mạnh mẽ của ông Trump. Sự khó khăn này cũng hiện rõ trong khối cử tri nam, nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ nhưng đang có dấu hiệu chuyển hướng sang ủng hộ Đảng Cộng hòa. Điều này buộc bà Harris phải nỗ lực nhiều hơn để củng cố sự ủng hộ từ các cộng đồng người da màu trong bối cảnh cuộc đua ngày càng trở nên khốc liệt tại các bang dao động. Đối với các bang chiến trường như Pennsylvania và Georgia, có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử. Cả hai ứng cử viên đã lên kế hoạch vận động mạnh mẽ tại những nơi này. Cả ông Trump và bà Harris đều tổ chức các sự kiện tại Pennsylvania, nơi được coi là chìa khóa trong cuộc đua. Cựu tổng thống Bill Clinton cũng đã tới tham gia hỗ trợ bà Harris tại Georgia nhằm thu hút sự ủng hộ tại các nhà thờ truyền thống. Tuy nhiên, thách thức mà phó tổng thống Harris phải đối mặt không chỉ đến từ đối thủ của bà mà còn từ chính sự thiếu minh bạch trong chiến dịch của ông Trump. Cụ thể, bà đã chỉ trích ông Trump vì không công khai hồ sơ sức khỏe hoặc tham gia các cuộc phỏng vấn truyền thông quan trọng, điều mà bà cho rằng đang khiến cử tri nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Bà Harris đặt câu hỏi liệu các cố vấn của ông Trump có đang che giấu điều gì hay không và ám chỉ rằng ông không đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ. Về phần mình, ông Trump và người đồng hành Jared Vance đã không ngừng tận dụng sự bất mãn của cử tri với chính phủ liên bang, đặc biệt là trong vấn đề ứng phó thảm họa. Ông Vance trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính phủ của họ. Đây là thông điệp quan trọng trong chiến dịch của cựu Tổng thống Trump khi ông tìm cách khai thác sự thất vọng của cử tri đối với bộ máy chính quyền hiện tại. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo RT, thời gian qua Nga đã tích cực sử dụng tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500 km và di chuyển với tốc độ siêu vượt âm 2 km một giây để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sân bay, cơ sở công nghiệp quốc phòng và các mục tiêu quân sự khác liên quan Ukraine. Moscow cũng thường xuyên tấn công các khu vực ven biển và hạ tầng tại các cảng của Ukraine, những nơi đóng vai trò là điểm quan trọng để tiếp nhận viện trợ quân sự từ phương Tây. Mới đây, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định lực lượng Nga đã tấn công các tàu neo đậu tại các cảng Ukraine lần thứ tư kể từ ngày 5 tháng 10 là một phần trong chiến dịch tấn công rõ ràng của Moscow với mục đích phá vỡ hành lang ngũ cốc của Ukraine, làm suy yếu sự hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev và gây áp lực buộc nước này sớm phải đàm phán. Chính quyền khu vực Odessa đưa tin, vừa qua, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào cảng Odessa, đánh trúng tàu treo cờ Belize NS Moon và tàu chở hàng rời Optima treo cờ Palau, cũng như cơ sở hạ tầng cảng và một kho ngũ cốc. Các quan chức Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng chở vũ khí của phương Tây tới Ukraine, nói rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngày 7 tháng 10 đã làm hỏng tàu Optima. Các nguồn tin ủng hộ Kiev trước đó xác nhận Nga gần đây đã nhắm mục tiêu vào các tàu neo đậu tại cảng Odessa vào đêm mùng 5, mùng 6 tháng 10, đêm mùng 7 và mùng 9 tháng 10. Các nhà quan sát quân sự người Nga nhận định cuộc tấn công ngày mùng 9 tháng 10 của Moscow nhằm làm suy yếu niềm tin vào hành lang ngũ cốc. Báo cáo nêu rõ ISVK mới đây đánh giá rằng các cuộc tấn công của Nga vào tàu và cơ sở hạ tầng hành lang ngũ cốc khác gần như chắc chắn nhằm làm suy yếu niềm tin của phương Tây vào khả năng giữ vững và bảo vệ hành lang của Ukraine, ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận đang diễn ra của phương Tây về sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và làm suy yếu sự sống còn của nền kinh tế Ukraine trong chiến tranh. Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ sau cuộc tấn công của Kiev vào cầu Crimea mùa thu năm 2022. Tuy nhiên, Moscow vẫn khẳng định quân đội Nga không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường. Vừa qua, phía Kiev bất ngờ tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Cụ thể, cơ quan tình báo quân sự của Kiev cho biết lực lượng nước này đã phá hủy máy bay vận tải TU-134 tại một sân bay quân sự ở vùng Orenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km. Theo đó, cơ quan này đã đăng tải đoạn phim về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đốt phá, cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Đáng chú ý, trên phương tiện truyền thông xã hội, cơ quan này còn nêu rõ những chiếc máy bay do Liên Xô chế tạo chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga. Hiện tại, phía Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Trong một diễn biến khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraine Tờ Kiev Post đưa tin, chuyên gia David Grichenko trong bài viết cho Hiệp hội Henry Jackson của Anh đã chỉ ra vai trò ngày càng gia tăng của trí tuệ nhân tạo AI trong việc giúp UAV Ukraine ngày càng đánh trúng mục tiêu của Nga hiệu quả hơn. Trước đó, tạp chí Time dẫn nguồn tin nói rằng AI đã giúp UAV của Ukraine tăng tỷ lệ đánh trúng từ dưới 50% vào năm 2023 lên gần 80% trong năm nay. Theo Time, Công lớn trong việc cải thiện chỉ số này là phần mềm AI do công ty Palantir có trụ sở tại Mỹ cung cấp. Một ví dụ về thành công của công nghệ này là UAV Saker mà được tích hợp phần mềm AI của Palantir. UAV trang bị AI của Palantir có thể tự động xác định binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép trong số các mục tiêu khác và cung cấp thông tin đó cho sở chỉ huy nhằm lựa chọn thời điểm tấn công và vũ khí tấn công đối phương. Tuy nhiên lợi thế quan trọng đến từ khả năng học của AI và để những người vận hành huấn luyện phần mềm thêm. Hiện tại UAV Saker được cho là có thể phân biệt binh sĩ Nga chỉ bằng quân phục, vũ khí và thiết bị của họ, thậm chí chỉ bằng cách họ di chuyển sau khi được cung cấp vô số video về lực lượng tác chiến của Nga. Saker có tầm hoạt động 10 km và hệ thống dẫn đường quán tính không dựa vào GPS để dẫn đường, khiến mẫu UAV này ít bị gây nhiễu hơn nhiều. Được biết, trong 12 tháng qua, sự gia tăng các biện pháp đối phó với tác chiến điện tử EVK trên chiến trường đã tác động mạnh tới tỷ lệ tấn công thành công của UAV. Theo các báo cáo trên thực địa, đối với những binh sĩ mới vận hành UAV, tỷ lệ trúng đích đã giảm xuống mức thấp 10%, trong khi ngay cả những người điều khiển giàu kinh nghiệm nhất cũng đang phải vật lộn để đạt được tỷ lệ thành công 50%. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của AI Palantir, tỷ lệ này có thể tăng lên đến gần 80%. Phần mềm Palantir được thiết kế để đối chiếu dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn, bao gồm trí thông minh của con người, UAV, radar, hình ảnh nhiệt, v.v., mà có thể phát hiện chuyển động trên chiến trường và nguồn hỏa lực pháo binh. Sau đó, mô hình AI của Palantir sẽ xử lý dữ liệu và cung cấp nhiều tùy chọn nhắm mục tiêu để chỉ huy khai thác. Truyền thông quốc tế vừa đưa tin nóng chiến đấu cơ F-16 Ukraina đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga trong xung đột Đông Âu. Các thông tin này còn cho biết rõ tiêm kích F-16 Ukraina hạ mục tiêu bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder tiên tiến. Tuy nhiên cả Nga và Ukraina đều chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là mốc mới trong xung đột tại Đông Âu, chứng minh năng lực ngày càng tăng của không quân Ukraina nhờ sự hỗ trợ liên tục của NATO về vũ khí tiên tiến và đào tạo phi công. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã phá hủy một đoàn xe bọc thép Nga đang nỗ lực tạo ra bước đột phá ở khu vực Kursk do họ kiểm soát. Nhà báo Ukraine, ông Yuri Butusov, đã đăng tải đoạn video về cuộc giao tranh trên và thu hút sự quan tâm lớn. Căn cứ đoạn video, một đoàn xe thiết giáp Nga đang tiến về phía bên cánh trái của nhóm quân Ukraine đã chuẩn bị sẵn thế trận phục kích, sau đó phương tiện bị chặn lại bởi hỏa lực xe tăng. Kết quả của cuộc tấn công nói trên, xe bọc thép Uran xe thiết giáp chở quân BTR-80, xe UAZ-452 và một xe tăng có lưới quét mìn phía trước đã bị phá hủy. Vị trí diễn ra trận đánh nói trên được định vị địa lý nằm ngay trên đường cao tốc Rinsk, Korenevo, Sutra, cách khu vực Onhipka 5 km về phía nam. Các phương tiện thiết giáp Nga theo nhận định đang được di chuyển tới các khu định cư Zelenyslia và Novoy Vagnivka nhằm phát triển bước đột phá bằng cách xuyên thủng phòng thủ của quân đội Ukraine. Dự án phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến về phía các khu định cư nói trên nhưng đã chịu thiệt hại. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, mặc dù những nỗ lực đầu tiên đã đạt được thành công về mặt chiến thuật, nhưng hiện tại đợt tấn công của Ukraine đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công thành công của Nga trong vài ngày gần đây là do việc hình thành một nhóm tác chiến mạnh, cũng như mức độ phối hợp ở mức cực kỳ thấp của quân đội Ukraine. Trang Deep State nêu rõ, đặc biệt, do sự tham gia của một số lượng lớn các đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn từ nhiều lữ đoàn khác nhau trong chiến dịch cất dẫn đến việc ảnh hưởng tiêu cực tới cấp độ tổ chức phòng thủ. Dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Kiev đã kiên cường phòng thủ, trong khi quân Nga cố gắng đột phá qua các phòng tuyến của họ ở vùng cất trong nhiều ngày qua. Ông Zelensky cho biết trên X sau khi họp với chỉ huy cấp cao của Ukraine, quân đội Nga đã cố gắng đột phá qua phòng tuyến của chúng tôi ở vùng Kursk, những binh sĩ của chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí và phản công. Tuy nhiên bước tiến công của Kiev hiện nay đang bị đình trệ. Nga hồi gần đây cho biết họ đã giành lại được một số khu định cư. Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Facebook cho biết chiến dịch code của Ukraine vẫn đang diễn ra và lực lượng Nga tiếp tục tấn công lực lượng Kiev trên lãnh thổ Nga bằng bom dẫn đường. Ukraine vừa có bước tiến mới khi lần đầu tiên giới thiệu máy bay chiến đấu Su-27 được trang bị bom chính xác GBU-39, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Nga Đoạn video do quân đội Ukraine công bố cho thấy chiếc Su-27 Flanker đã được tích hợp loại bom này nâng cao khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa, tương tự như những gì đã thấy trên các máy bay MiG-29 Fulcrum trước đó. Việc này khẳng định khả năng thích ứng nhanh chóng của lực lượng không quân Ukraine trong việc nâng cao hiệu quả tấn công nhằm đối phó với các lực lượng Nga. Video công bố cũng cho thấy quá trình nạp bom GBU-39 vào giá BRU-61 gắn trên bộ chuyển đổi, tùy chỉnh dưới giá treo vũ khí của Su-27. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Ukraine cho thấy sự xuất hiện của tên lửa AIM-9X trong kho vũ khí, cho thấy nỗ lực mở rộng khả năng không chiến của không quân Ukraine. Tên lửa AIM-9X trước đây được sử dụng trong hệ thống phòng không NASAMS và F-16 của Ukraine, mặc dù là các phiên bản AIM-9L và AIM-9M cũ hơn. GBU-39 là một loại bom lượn cỡ nhỏ có trọng lượng 113,4 kg, được thiết kế để tấn công tầm xa trong mọi điều kiện thời tiết. Sử dụng công nghệ dẫn đường bằng radar chủ động và laser, GPS hoặc dẫn đường quán tính, tùy thuộc vào cấu hình, GBU-39 có khả năng xuyên thủng các mục tiêu kiên cố và tránh bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Bom có phạm vi hoạt động dao động từ 75 km đến 110 km khi thả từ trên cao. Kích thước nhỏ gọn cho phép máy bay mang nhiều bom lượn khi thực hiện nhiệm vụ tối đa hóa khả năng tấn công, đồng thời giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn. Giá đỡ BRU-61 trên Su-27 có thể mang theo tới 4 quả bom GBU-39 giúp tăng đáng kể tài trọng và hiệu quả chiến đấu của tiêm kích. Mỹ gần đây đã đặt số lượng lớn bom lượn GBU-39 để trang bị cho lực lượng không quân và đồng minh nước ngoài, bao gồm cả Ukraine. Song song với đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã ký một hợp đồng dài hạn với Boeing trị giá lên tới 6,9 tỷ đô la Mỹ bao gồm sản xuất bom GBU-39 cho đến hết năm 2035. Hợp đồng bao gồm cả việc cung cấp bom này cho các quốc gia đồng minh như Nhật Bản, Bulgaria và Ukraine theo chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài FMS. Trong khi đó, Su-27 của Ukraine đã đóng vai trò chiến lược từ đầu cuộc xung đột với Nga cho đến nay. Các phi công thuộc Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 831, một đơn vị tiền tuyến từng nhận Su-27 từ năm 1985, đã tham gia nhiều cuộc không chiến ác liệt với lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Mặc dù Su-27 ban đầu được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ không đối không, Ukraine đã linh hoạt triển khai máy bay này cho nhiệm vụ không đối đất với các loại vũ khí của phương Tây, bao gồm AGM-88 HAM, GBU-62 JDAMER, AASM hammer và GBU-39 SDB. Điều đáng chú ý, các Su-27 của Ukraine khác biệt so với các mẫu Su-35 của Nga về hệ thống điện tử và khả năng chiến đấu mặc dù Su-27 của Ukraine đã được nâng cấp radar và hệ thống liên lạc vào đầu thập kỷ 2010, chúng vẫn không tiên tiến bằng Su-35, loại máy bay được trang bị radar AESA và hệ thống vũ khí hiện đại hơn. Tuy nhiên, các phi công Ukraine đã tận dụng hiệu quả chiến thuật để khắc phục sự chênh lệch về công nghệ này. Theo tờ Sputnik đưa tin vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Sébastien Lecornu, cho biết viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine sẽ vượt quá 2 tỷ euro, khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, nhưng sẽ không đạt mức 3 tỷ euro như đã cam kết trong thỏa thuận an ninh song phương. Cụ thể, ông Lecornu phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của quốc hội cho biết, đầu năm 2024, một quyết định chính trị đã được đưa ra rằng khoản viện trợ này có thể tăng lên 3 tỷ euro, trên thực tế nó sẽ nhiều hơn 2 tỷ euro nhưng ít hơn 3 tỷ euro. Bộ trưởng cho biết thêm, khoản viện trợ sẽ bao gồm 3 triệu euro từ lợi nhuận bất ngờ của các tài sản Nga bị đóng băng. Ông Lecornu nói, điều này sẽ cho phép tài trợ sản xuất đạn dược, chủ yếu là đạn pháo 155mm cũng như pháo tự hành Caesar và nhiên liệu. Bộ trưởng Lecornu cũng cho biết việc tặng cho Ukraine các thiết bị quân sự cũ của Pháp sẽ được thay thế bằng các đơn vị mới như xe bọc thép chở quân VAB và xe tăng AMX10RC sẽ tiêu tốn 533 triệu đô la Mỹ trong năm nay so với 177 triệu đô la Mỹ năm 2023, trong khi năm 2025 sẽ là 700 triệu đô la Mỹ. Pháp đã ký kết thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào tháng 2, cam kết viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Kiev. Năm 2022, viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine đạt tổng cộng 1,7 tỷ euro, trong khi năm 2023 tăng lên 2,1 tỷ euro. Trước đó, theo một số báo Mỹ, chính phủ Pháp đã đề xuất hạn chế quyền của Ủy ban châu Âu EC trong quá trình tài trợ cho Ukraine mà không có sự giám sát rộng rãi hơn từ các nước thành viên và nghị viện châu Âu EP. Cụ thể, tờ Politico cho biết trong cuộc họp gần đây của các nhà ngoại giao liên minh châu Âu EU, đại diện của Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ việc tăng cường kiểm soát của các quốc gia đối với công tác phân bổ khoảng 35 tỷ euro mà Brussels cho Kiev vay. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Bộ trưởng Pháp về các vấn đề châu Âu Benjamin Haddad trong khuôn khổ diễn đàn an ninh Warsaw đã kêu gọi cung cấp tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây cho Ukraine cũng như cung cấp vũ khí và máy bay tầm xa cho Kiev. Bộ trưởng Pháp cũng yêu cầu thực hiện việc này bất kể việc có thể có sự thay đổi trong đường lối chính trị của Mỹ về vấn đề Ukraine. Trong khi đó ông Haddad đề xuất tạo ra các nguồn dự trữ cần thiết để đảm bảo tiếp tục hỗ trợ Kiev về lâu dài, ngay cả trong trường hợp Washington cắt giảm đáng kể hỗ trợ dành cho quân đội Ukraine. Tờ Le Monde của Pháp vừa qua đưa tin cho rằng các chiến binh Tuareg ở quốc gia Tây Phi Mali đang sử dụng máy bay không người lái của Ukraine. Không ngoại trừ khả năng Kiev đã hỗ trợ lực lượng Tuareg một cách kín đáo nhưng dứt khoát để chống lại quân đội Mali và nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, những người tuyên bố rằng họ chiến đấu cùng với quân đội Mali. Cụ thể, Le Monde trích dẫn các nguồn tin không xác định đưa tin cho hay, tình báo quân sự Ukraine bắt đầu hợp tác với những nhóm ly khai ở Mali vào đầu năm 2024. Khi một số chiến binh CSP, DPA liên minh các nhóm vũ trang ly khai chủ yếu là người từ Ares đến Ukraine qua Mauritania để đào tạo sản xuất và sử dụng UAV. Cho tới mới đây nhất, Bộ ngoại giao Ukraine đã lên tiếng về thông tin này. Bộ này tuyên bố Ukraine cường lực bác bỏ các cáo buộc gần đây của các phương tiện truyền thông quốc tế nói rằng nhà nước chúng tôi có liên quan đến việc cung cấp UAV cho phiến quân ở Mali. Chính quyền quân sự Mali nằm sau các cuộc đảo chính vào năm 2020 và 2021. Hiện đang phải chiến đấu để xếp yên cuộc nổi loạn của những người theo chủ nghĩa Hồi giáo kéo dài nhiều năm. Giao tranh dữ dội giữa quân đội và phiến quân Tuareg đang diễn ra gần biên giới của Mali và Algeria. Hồi tháng 8 vừa qua, Mali đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi có thông tin cho rằng Kiev đã cung cấp tình báo cho các phiến quân Mali giúp họ thực hiện cuộc phục kích nhằm vào lực lượng của nhóm Wagner trước đó khoảng một tháng. Đáp lại, Ukraine đã lên án quyết định của Mali là thiển cận và vội vàng, cho rằng không có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của Kiev trong cuộc giao tranh khiến binh lính Mali và lính Wagner của Nga thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ukraine thời điểm đó cũng cho biết, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao mà không điều tra kỹ lưỡng là điều đáng tiếc và không công bằng. Đáng chú ý, Nga trong những năm gần đây cũng đã tăng cường nỗ lực xanh ảnh hưởng ở châu Phi, bao gồm cả Mali. Nga đã cáo buộc Ukraine mở mặt trận thứ hai chống lại Nga, thông qua việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở các quốc gia châu Phi thân thiện với Moscow. Dù không thừa nhận trực tiếp tham gia vào các chiến dịch của Li-khai, nhưng Ukraine từng khẳng định hỗ trợ phiến quân chống lại các lực lượng quân đội Mali và Wagner. Cụ thể, hồi tháng 7 vừa qua, ông Andriy Zuzov, đại diện cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ phía Kiev đã cung cấp thông tin tình báo về vị trí và hoạt động của nhóm Wagner cho lực lượng ly khai ở Mali và các nhóm phiến quân ở châu Phi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!